về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Hello everyone, how are you today? It's very nice to see you again in this video, and welcome back to VJ's channel, and my name is Thuy. In today's video, we continue Unit 2, and we will learn Lesson 2H, Writing. In today's video, you will learn how to write an invitation and a reply. Xin chào tất cả các bạn, cô tên là Thùy và cô đến từ VJ. Trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục Unit số 2 và chúng ta sẽ học bài Writing. Trong bài học này thì các bạn sẽ được học cách viết một cái lá thư lời mời và cách để chúng ta trả lời lời mời đó. Rồi, ok, so without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn nhé. Activity number 1, vocabulary. In this activity, you are given some vocabularies about outdoor activities, and you can match two of the words below with the photos, then describe the photos. Ở bài tập số 1 này thì các bạn sẽ được cung cấp những cái từ vựng về chủ điểm outdoor activities, những cái hoạt động ngoài trời. Sau đó khi đã biết nghĩa của những hoạt động này rồi thì các bạn sẽ ghép hai từ tương ứng với cả các hoạt động activity của hai bức tranh ở trong sách của các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ mô tả những hai bức tranh đó. Rồi ok, đây ở phía bên dưới là những phần từ vựng của các outdoor activities ở trong bài tập số 1. Các bạn có thể tham khảo nghĩa mà cô cho các bạn, hoặc là các bạn có thể tự trang nghĩa sau đó thì check lại với cả slide của cô nhé. Rồi ok, tiếp theo thì cô sẽ cung cấp cho các bạn phần pronunciation, phần phát âm nhé. Rồi ok, với từ đầu tiên chúng ta có là gì nhỉ? Abseiling. Abseiling. Abseiling có nghĩa là leo xuống vách núi nhé. Tiếp theo chúng ta có jet skiing. Jet skiing. Jet skiing. Jet skiing có nghĩa rằng là môn mô tô nước nhé. Rồi ok, tiếp theo đó là kayaking. 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 Kayaking có nghĩa là môn chèo thuyền nhé. Ok, the next one. Mountain biking. Mountain biking. Mountain biking. Ok, mountain biking. Mountain biking có nghĩa rằng là đạp xe, leo núi. Rồi, tiếp theo. Paintballing. Paintballing. Paintballing đó là môn súng sơn. Nghe rất là lạ đúng không? Để có thêm thông tin và hình ảnh thì các bạn có thể lên Google và mình nhập cái từ paintballing, hoặc là bất cứ một cái outdoor activities nào mà mình được học ở ngày hôm nay để các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Rồi ok, the next one. Paintballing. Quad biking. Quad biking. Quad biking. Quad biking của chúng ta đó là môn chạy xe quad. Ok, the next one. Rock climbing. Rock climbing. Rock climbing. Rock climbing. Climbing thì các bạn biết rồi đúng không? Là leo, leo lên đúng chưa? Rock là đá thì mình có rock climbing có nghĩa rằng là leo núi đá nhá. Tiếp theo đó là kite surfing. Kite surfing. Kite surfing. Ok, kite surfing. Kite surfing có nghĩa là lướt ván diều. Ok, and the last one, cái cuối cùng nhá. Orienteering. 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 Orienteering chính là chạy địa hình định hướng. Nghe khá lạ đúng không? Rồi ok, so it's time for you to write down all of the vocabularies and its meaning and its pronunciation if necessary. Rồi ok, các bạn hãy ghi cho cô nghĩa của những từ vựng ở đây nhé. Ok, khi mà mình đã biết nghĩa của tất cả những cái outdoor activities ở đây thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ số 2, đó là ta sẽ match two of the words below with the photos. Ta sẽ ghép tên của two outdoor activities với cả two pictures, đúng chưa? Rồi ok, các bạn có thể thấy mình có hai bức tranh, đó bức tranh A và bức tranh B, đúng chưa? Thế theo các bạn thì bức tranh A nó đang refer đến which outdoor activity? Bức tranh A sẽ là môn thể thao nào nhỉ? Đó chính là orienteering, chạy địa hình định hướng, đúng chưa? Và B, B thì đây chính là cái xe quad, đúng không? Thế chính vì vậy mà B sẽ là quad biking. Quad biking. Rồi ok, mình hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp theo rồi đúng không? Đến nhiệm vụ cuối cùng nhé. Ở trong nhiệm vụ cuối cùng đó là chúng ta sẽ describe the two photos. Mình sẽ mô tả hai bức tranh này. Rồi ok, để có mình đã được học về cách mô tả rồi đúng chưa?
Mình sẽ ở cái trong bài Speaking Strategy thì mình cũng đã được học về cách mô tả của bức tranh rồi, đúng chưa? Rồi ok, thế thì bây giờ các bạn hãy mô tả cho cô bức tranh A và bức tranh B nhé. Để có thêm thông tin thì các bạn có thể lên Google Search Orienteering và What by King như thế nào để mình có thêm thông tin nhé. Rồi ok, còn đâu về mô tả bức tranh thì chúng ta chỉ nhìn vào trong bức tranh và mô tả cái đặc điểm ở trong đấy thôi, đúng chưa? Ví dụ như bức tranh A, cô có thể nói là In the picture, the player is using a map and a compass to find the way to go. It will be very dangerous if we get lost. Đúng chưa? Ở trong bức tranh thì các bạn có thể thấy là người chơi họ đang sử dụng một cái bản đồ và một cái compass, la bàn đúng không? Để tìm tìm đường đi, và chúng ta đưa ra một cái personal comment, có nghĩa rằng là nếu mà bị lạc thì rất là nguy hiểm, đúng chưa? Còn ở bức tranh B thì ta có thể mô tả là gì nhỉ? The player is riding a quad in a desert, đúng không? Đây là một sa mạc, đúng chưa? In a desert. Lacking of experience can lead to injuries. It's quite a risky game. Phần đằng sau thì nó chỉ là cái phần mà mình đánh giá thôi, đúng chưa? Cái câu này phần B thì chúng ta nói là gì nhỉ? Người chơi thì đang lái một chiếc xe quad ở trên sa mạc, đúng chưa? Và gì nhỉ? Nếu chơi cái môn này mà mình thiếu kinh nghiệm đúng không thì mình thì có thể dẫn đến chấn thương. Và đây là một môn thể thao khá là nguy hiểm, đúng chưa? Rồi ok, đấy chính là phần photo description, đúng chưa? Đây đấy chính là cái phần mình mô tả bức tranh nhá. Rồi ok, so this activity number one. Now we move to activity number two. In this activity, you are expected to answer the questions about the activity in exercise one. Ở bài số 2 này thì các bạn sẽ trả lời những câu hỏi về hành động, về những cái hoạt động ở trong bài tập số 1 nhé. Ví dụ, question number 1, which outdoor activity from the list would you like to do and why? Question number 2, which would you dislike and why? Rồi ok, ở đây thì ở trong bài tập số 1 các bạn được giới thiệu về rất là nhiều những outdoor activities đúng không? Thế bây giờ các bạn hãy trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu thứ nhất là trong số những cái activities, trong số những outdoor activities đó thì các bạn muốn muốn thử cái trò nào, đúng chưa, và tại sao? Ok, hoặc là câu số 2, có nghĩa rằng là có cái trò nào mà bạn không thích không và lý do tại sao, đúng chưa? Rồi ok, phần này thì các bạn sẽ dừng lại một chút để có một cái ý tưởng để mình có thể trả lời những câu hỏi nhé. Còn đây chính là phần gợi ý mà cô cho các bạn. Bên cạnh đây chính là những outdoor activities để các bạn có thể lựa chọn nhé. Còn đây chính là phần gợi ý câu hỏi, câu trả lời đúng không? Với câu hỏi số 1, which outdoor activities from the list would you like to do and why? Thì chúng ta có thể trả lời là I would like to try orienteering because it challenges my decision making ability and courage. I want to try it once in my life. Đúng chưa? Câu này mình trả lời là gì nhỉ? Muốn thử môn orienteering, chạy địa hình định hướng đúng không? Bởi vì đây là một cái môn mà nó có thể thử thách cái khả năng đưa ra quyết định của chúng ta, đúng chưa? Và còn thử thách cả lòng dũng cảm. Và tôi rất là muốn thử nó. Ok, có nghĩa rằng là bởi vì cái môn orienteering đúng không? Là chúng ta sẽ chỉ được sử dụng a map and a compass to find the way to go. Đúng chưa? Mình chỉ được dùng bản đồ và một cái la bàn để có thể tìm đường đi. So it challenges my decision making ability and my courage. Đúng chưa? Rồi ok, đó là câu số 1. Với câu số 2, which would you dislike and why? Thì chúng ta có thể trả lời như sau. Jet skiing will be the last thing I want to try because I get seasick so bad. Đúng chưa? Jet skiing sẽ là will be the last thing I want to try, will be the last thing I want to do, có nghĩa là cái cuối cùng mà chúng ta muốn làm. Nghĩa là chúng ta không không muốn làm cái thứ đó thì mình có thể dùng cái cách diễn đạt này nhá. Bởi vì bị say sóng, đúng chưa? Rồi ok. Đấy chính là activity number 2. Các bạn hoàn toàn có thể đưa ra những cái quan điểm cá nhân đúng không? Bởi vì đây là một câu trả lời về ý kiến cá nhân. Đây chỉ là phần gợi ý của cô thôi. Các bạn có thể tự mình đưa ra cái quan điểm là mình có thích thích môn thể thao nào và mình không thích và lý do tại sao nhé. Rồi ok, now we move to activity number 3. In this activity, you are expected to read the invitation at red light, then answer the questions. Ở bài này thì các bạn sẽ đọc lời mời đúng không? Một cái email, một cái lá thư thư điện tử lời mời và cái thư trả lời, đúng chưa? Sau đó thì các bạn sẽ trả lời ba câu hỏi. Câu thứ nhất đó là What time does the party begin?
Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc mấy giờ, đúng chưa? Và câu thứ hai đó là what are the first activity? Hoạt động, những hoạt động đầu tiên là gì? Và câu thứ ba là what does Lisa suggest? Và câu này thì hơi nhầm một chút đúng không? Phải là best suggest, đúng chưa? Rồi ok, cô đã gạch chân keywords ở những cái câu hỏi này rồi. Thì khi mà mình đã có keywords rồi thì các bạn tìm được thông tin khá là đơn giản đúng không? Ví dụ với câu số 1 nhé. Với câu số 1 mình có keywords của mình là time và party begin, đúng không? Thì đọc câu đầu tiên các bạn có thể thấy mình có thông tin ở đây rồi đúng không? It's on Sunday 20 July and starts at 3 p.m. Đúng chưa? And starts at 3 p.m. Thì mình có giờ bắt đầu rồi là 3 p.m. Đúng chưa? Tiếp theo về câu số 2 là first activity, những cái hoạt động đầu tiên. Thì đọc tiếp theo thì các bạn có thể thấy đúng không? In the afternoon, we're going to try two different water sports, jet skiing and kitesurfing. Đúng chưa? Đến những hoạt động đầu tiên, người ta chỉ hoạt động đầu tiên thôi thì mình sẽ chỉ trả lời là jet skiing và kitesurfing. Còn đâu cái in the evening, cái BBQ thì cái đó là hoạt động sau thì mình không cần trả lời, bởi vì người ta chỉ hỏi mình là first activities thôi nhá. Câu số 3 đó là what does Lisa suggest, đúng không? Suggest thì ở đây suggest thì ở đây là cái phần của best đúng không? Hơi nhầm một chút. Để các bạn có thể thấy suggest là như thế này. We get back on 27 July. It would be nice to meet up sometime. Why don't we go to the cinema? Thì có nghĩa là best suggest làm gì nhỉ? Go to the cinema, đúng chưa? Cấu trúc câu là why don't we do something có nghĩa rằng là mình đề nghị ai đó làm gì. Nó chính là bằng suggest doing something đấy, đúng không? Thì vậy câu này đáp án của mình nó sẽ như thế này, đúng chưa? Câu số 1 là 3 p.m. Number 2 đó là jet skiing và kitesurfing. Và câu số 3 đó là going to the cinema when she returns home from holiday. Rồi ok, đây là phần đáp án của bài tập số 3 các bạn nhé. Khá là đơn giản đúng không? Ok, this is activity number 3. And it's time for activity number 4. Actually, number 4, it is the key phrases part. Hoạt động số 4 đó chính là cái phần mà các bạn được cung cấp những cái key phrases, đúng chưa? About making suggestion, cách mà chúng ta đưa ra lời đề nghị, đúng chưa? Ok, look at the phrases below. Find two more in the reply in exercise 3. Rồi, ok, các bạn có thể thấy bên dưới đó là mình có rất là nhiều cách để mình đưa ra lời đề nghị, đúng chưa? Chúng ta có thể dùng là shall we, rồi cộng với cả do something, đúng chưa? For example, shall we eat out tonight? Tối nay chúng ta có thể đi ra ngoài được không? Hoặc là mình sẽ dùng cấu trúc là let's eat out. Hôm nay mình ra ngoài ăn đi, đúng chưa? Hoặc là chúng ta dùng cấu trúc là do you fancy? Nhớ nhá, fancy thì sẽ phải là verb in đi sau nhá. Do you fancy eating out? Đúng không? Hoặc là how about eating out tonight? What about eating out tonight? Đúng chưa? Hoặc là chúng ta có thể dùng là we could always go to the cinema. Đúng chưa? Đây là những cái cách mà mình dùng để đưa ra một cái lời đề nghị. Đúng chưa? Rồi ok, mình có một cái nhiệm vụ đó là find two more in the reply in exercise 3, đúng chưa? Các bạn sẽ tìm thêm hai cách diễn đạt, hai cách mời nữa mà ở trong phần lá thư trả lời bài tập số 3. Đúng chưa? Ok, thì bây giờ các bạn look at the reply in exercise 3. Nhìn vào cho cô cái lá thư trả lời bài tập số 3 và tìm cho cô two phrases about making suggestions. Đó chính là gì các bạn nhỉ? Đầu tiên là mình có là gì nhỉ? It would be nice to verb, đúng chưa? Cụ thể là mình có it would be nice to meet up sometime. Sometime đây có nghĩa rằng là khi nào có thời gian rảnh trong tương lai đúng không? Một lúc nào đó, đúng chưa? Hoặc là một cái phrase nữa đó là gì nhỉ? Why don't we go to the cinema? Đúng chưa? Cấu trúc của chúng ta sẽ là why don't we rồi cộng với cả verb ở dạng nguyên thể, đúng chưa? Đó, ok. Thế là chúng ta hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Các bạn nhớ ghi lại nhé. Ở đây thì tổng cộng là mình có 7 phrases about making suggestions, đúng chưa? Chúng ta có 7 cách. 7 cách, 7 cấu trúc, 7 cách diễn đạt khi mà mình muốn đề nghị làm điều gì đó. Các bạn nhớ ghi vào nhé. Rồi, ok. Activity number 5. Read the writing strategy. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc writing strategy nhé. Chiến thuật là bài viết đúng không? In an informal text, you can use common abbreviations like e.g. and etc. You should use short forms like and don't
not full forms, I am or do not. Rồi ok, ở trong phần writing strategy này thì chúng ta học về bối cảnh của khi mà chúng ta viết một lá thư thân mật. Đúng chưa? Viết một lá thư thân mật thì khi mà chúng ta viết một lá thư thân mật hoặc là viết một đoạn văn thân mật thì chúng ta sẽ có thể dùng những cái dạng viết tắt. Ví dụ như e.g. để mình thay thế cho for example, đúng không? etc. để mình thay thế cho cụm là etc. Đúng chưa? Và khi mà chúng ta viết một cái bức thư thân mật thì chúng ta có thể dùng những cái dạng short form, đó chính là am thay vì mình dùng là I am, hoặc là don't thay vì mình dùng là do not. Đúng chưa? Rồi, ok. Thôi, nhiệm vụ số 2 ở trong activity number 5 nhé. Find these abbreviations in the invitations in exercise number 3. What do they mean? Do you know any other common abbreviations? Rồi, ok. Ở đây mình có there are 5 common abbreviations, đúng không? Ở đây thì người ta đã đưa cho các bạn 5 cái dạng viết tắt phổ biến nhất. Đúng chưa? Thế thì ở đây cô sẽ giải nghĩa cho các bạn mấy cái này nhé. Đầu tiên, các bạn thấy mình có AM. AM và PM mình dùng để diễn tả giờ, đúng không các bạn? AM nó chính là morning, đúng chưa? Hay còn mình còn gọi là before noon đó, đúng không? Thì AM dùng để diễn tả cái giờ gì nhỉ? Cái giờ AM á, nó sẽ bắt đầu từ 12 giờ đêm cho đến 11 giờ 59 phút buổi trưa, đúng không? Ngược lại thì PM sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa cho đến 11 giờ 59 phút đêm. Nhớ nhá, AM có nghĩa là before noon, còn PM có nghĩa là afternoon nhá. Rồi ok, tiếp theo là BBQ. BBQ thì rất là quen rồi đúng không? BBQ nó chính là viết tắt của từ barbecue. Barbecue. Tiếp theo là EG. EG chính là viết tắt của for example. Ví dụ đúng không? Và từ cuối cùng ETC. ETC chính là viết tắt của từ etc. Etc có nghĩa rằng là vân vân đấy, đúng không? Rồi ok. Thế thì các bạn còn biết, do you know any other common abbreviations? Các bạn còn biết cách viết tắt nào phổ biến nữa không? Ok, nếu có thì comment ở phía bên dưới nhé. Rồi ok, đó là bài tập số 5. Mình đến với bài tập số 6 nhé. This is a writing exercise, right? In activity number 6, you have to write an invitation to a party that includes outdoor activities. Remember to include. Rồi ok, ở bài tập số 6 thì là một bài tập luyện viết các bạn nhé. Các bạn sẽ viết một lá thư lời mời. Lá thư này có độ dài khoảng từ 100 đến 120 từ. Đúng chưa? Đây là một lá thư mời đến dự một bữa tiệc. Trong bữa tiệc này thì bao gồm những cái hoạt động ngoài trời nữa, đúng không? Và hãy nhớ là mình sẽ bao gồm những từ sau này. Đầu tiên là the reason for the party. Lý do tại sao mình có cái party này, đúng không? Có thể là birthday hoặc là the end of the exams, etc. Lấy lý do nào cũng được nhá. Thứ hai là mình phải bao gồm thời gian, địa điểm. Ngày, thời gian và địa điểm của bữa tiệc, đúng chưa? The date, times and place of the party. Đúng chưa? Và cuối cùng là any instructions if necessary. Có cái chỉ dẫn nào nếu mà cần thiết không, đúng không? Ví dụ như là cần mang what the person should bring hoặc là should wear. Người tham dự thì cần mặc, ví dụ là dress code, đúng không? Hoặc là khi mà tham gia những cái hoạt động ngoài trời thì cần phải mang gì nữa không? Cái phần any instructions này ở đây nó sẽ là cái phần optional thôi, đúng chưa? Rồi ok, với những bài tập viết này thì các bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để có thể hoàn thành, đúng không? Rồi ok, các bạn nhớ về nhà hoàn thành cái bài tập số 6 này cho cô nhé. Và cô cũng có một cái phần, bài viết mẫu cho các bạn. Nhá. Các bạn có thể tham khảo và có thể và sau đó thì sẽ hoàn thành cái bài của riêng mình nhé. Đây, ví dụ mẫu như sau. Đầu tiên thì mình sẽ đưa ra cái lý do, đúng không? Đó, I will celebrate my 16th birthday next week. Thì reason for the party ở đây đó chính là birthday. Đúng chưa? Rồi, ok. Next week, ok, I want to invite you, đúng không? Tiếp theo là mình có the date, time and place of the party. Ok, mình có là gì nhỉ? We have a picnic in the garden, đúng chưa? Rồi tiếp theo là mình có những hoạt động là grill meat, đúng không? Dance nữa này, đúng chưa? Chúng ta có thể, nếu như trời mưa, if it rains, we can stay indoors to play cards and eat at the cafe where the party is held, đúng chưa? Rồi ok. Rồi tiếp theo đó là cái phần thời gian cụ thể, đúng không? My birthday party starts at my home, ở nhà của tôi, at 2
p.m. vào lúc 2 giờ chiều Saturday, đúng chưa? Ok, ngày 16 tháng 6 đó. Ở đây thì thông tin nó sẽ tách rời ra một chút, đúng chưa? Tiếp theo này. À, ok, tiếp theo chỉ là một cái phần suggestion thôi, đúng không? Rồi, ok, tiếp theo là cái phần chào thôi. I'm looking forward to your reply no later than Friday, love. Được chưa? Rồi, ok, đó là cái phần mà chúng ta đáp ứng đủ những cái yêu cầu đầy đủ của một lá thư mời, đúng chưa? Rồi, ok, đây là một cái bài mẫu. Các bạn có thể dựa vào tham khảo và hoàn thành bài viết của riêng mình nhé. Rồi, ok. Rồi, đó là lá thư invitation, đúng chưa? Và đến bài tập tiếp theo, exercise number 7, thì các bạn sẽ làm gì nhỉ? Work in pairs, swap your invitations from exercise 6, then write a reply from 100 to 120 words. In your reply, you should. Ở bài tập số 7 thì các bạn sẽ làm việc theo nhóm nhé. Các bạn sẽ đổi vở của mình cho đổi cái bức thư của mình cho bạn trong nhóm, đúng chưa? Và sau đó thì các bạn sẽ viết thư trả lời, đúng chưa? Thư trả lời của mình sẽ kéo dài trong khoảng từ 100 đến 120 từ. Và trong cái lá thư trả lời, mình cần có những thông tin như sau. Đầu tiên là thank your partner for the invitation. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải cảm ơn vì đã mời, đúng không? Tiếp theo là say why you cannot come to the party. Mình sẽ phải từ chối và nói lý do tại sao mình không thể đến được cái bữa tiệc này, đúng chưa? Và thứ ba là suggest doing something another time. Chúng ta sẽ đề nghị làm một cái gì đó vào một thời gian khác để bù cho cái việc mà chúng ta không thể đến dự được bữa tiệc, đúng chưa? Rồi, ok, với cái bài reply này thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái bức thư của bạn Beth trả lời bạn Lisa, đúng chưa? Ở đây thì các bạn thấy rất là đầy đủ, đúng không? Phần đầu tiên là thank you so much for your invitation, đúng chưa? Cảm ơn vì đã mời, đúng chưa? Nhưng mà không đến được, mình nói lý do, đúng không? I can't make it because I'm going to be in the France with my parents. Lý do tại sao mình không thể tham gia đó là gì nhỉ? Sắp đến Pháp cùng với cả bố mẹ, đúng chưa? Và cái cuối cùng đó là suggest doing something another time, có nghĩa rằng là mình sẽ đề nghị làm một cái gì đó vào một thời gian khác, đúng chưa? Thì bạn ấy đề nghị là gì nhỉ? It would be nice to meet up sometime. Why don't we go to the cinema? Đúng chưa? Lúc nào rảnh thì mình gặp nhau và chúng ta có thể đi xem phim, đúng chưa? Rồi, ok, thế các bạn sẽ có hai nhiệm vụ, đó là mình sẽ viết một invitation và mình viết reply nữa nhé. Rồi, ok, so this is also the end of our lesson today. Thank you so much for your watching. Goodbye and see you in the next video. Bye bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.